Thưa Liễu, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì đây là nhà của chị Úc Liệt. Thì xin mời cả nhà vô cùng mình đi vào nhà của chị để hỏi thăm hoàn cảnh của chị cả nhà ơi. Năm nay chị Liệt 73 tuổi hả chị? Dạ. Rồi á, chị sống với ai? Không có mình chứ với ai, có nhỏ gái út, có chồng, dù ta cũng cho nuôi vài tháng thì cái dù chồng ta vẫn đi mần luôn. Vậy được bao nhiêu người con? Bốn người mà anh thằng trai ở trong K12 nó cũng thụ như tôi. Ba đứa con gái, vợ có chồng ở trên nhờ. 73 tuổi, có mình một người. Có mình một ngày cơm nước rồi này nọ, ai lo cho con? Nhỏ cháu bị dứ chân sáng là nó cũng mùng rồi á, nó giặt đồ, nó nấu dùng đồ cơm. Chị dâu thứ tám ở bên hồng nhà nè, trời tối có qua mới kéo nó mùng dùng. Sáng nhỏ đó nó lẫn con cái cô ở xa hả? Nó có chồng mà nó đi mà mần hết trơn dầu bên chồng ta. Cũng tự bên chồng rồi ông chú còn không? Ông chết lâu lắm rồi. Hiện tại giờ cô ở chỉ có mình thôi. Rồi cháu cũng ở gần đây chạy tới cho lưu cơm nước rồi săn sóc cho con. Dạ, với bà chị dâu nè, bà văn mùng văn đồ, bà nấu nước, nấu đồ giùm. Dạ. Đó là cái nhà của cô. Nhà lớn rồi cả nhà. Đây là bên trong nhà của cô nè. Căn nhà vậy đó. Rồi hàng ngày gì nói là cô nói là có người ở chòm xóm nấu cơm cho cô ăn hả? Dạ, coi chị dâu đồ nấu giùm. Chị dâu là cái gì này đây hả? Phải chị Tám không ạ? Bà đó đó, chị dâu nấu đó. Nấu cơm chứ hả? Rồi người nhỏ cháu bị dư cũng nấu, mà khi chị mất công chuyện thì mấy đứa cháu thì nhỏ kia nấu. Giặt đồ giùm. Dạ. Mà cô bị bệnh gì cô? Mới đầu thì nhất không mà dù đi hút thuốc nam đồ người ta nói là đau cũng tỏ. Dù giờ nó nhất cái nó nổi 5-6 một nghĩa đầu gối nữa nè con. Đây nè. Cái nó bị lỡ gì thế vậy? Đây nói nè. Bên đây sao nó bị lỡ gì đây vậy? Nè, một nghĩa nè. Một nghĩa này nó không lành nữa nè. Ủa có bị tiểu đường không? Không có bị gì sủi gì đâu có đi khám đâu biết. Chứ sao mà là cái đâu gì đưa cái chân con coi coi. Này nè. Ủa? Bên này giò này nó mục nữa nè. Trời ơi sao mà nó lỡ lét hết trơn luôn rồi nè. Để con quấy vào lại coi. Nó bị ghẻ rồi nó lỡ lét gì đó hả? Dạ chứ thuốc chứ đồ dữ lắm nó mới vậy thôi nha cháu. Vậy là hàng ngày nhờ chị dâu với lại chòm xóm giúp đỡ cho cô thôi. Con thì ở xa không hả cô? Dạ. Trời ơi, rồi gì cô tự đi tắm rửa được không? Thì ba bốn bữa cái mượn mà chị nấu nước tắm giùm. Vậy hả? Này kia tắm giùm chứ mình cái tay này nó muốn trụ dở lên không được. Dạ. Mình đâu có tắm được mình đâu. Dạ, trời ơi, cả nhà ơi, hoàn cảnh của cô rất là đáng thương luôn. Năm nay 73 tuổi rồi. Có con thì có một người con trai nhưng mà cũng bị bệnh liệt như cô luôn. Rồi ba cô con gái thì có chồng ở xa không à. Rồi không có ai nuôi cô hết trơn. Rồi cô sắm con mình ở đây cũng nhờ chị dâu nấu cơm đem cho cô ăn. Rồi cơm thì như là chị dâu là nuôi luôn chứ như cô đâu có, kiểu như đâu có tiền bạc gì đâu. Ở vậy như cô bác có tiền cho tiền đó thì đưa chị mua đồ mua cá mắm vậy đó. Dạ. Rồi có rau thì chị cũng như là chòm xóm cô bác kia cho tiền cái ấy thôi. Rồi con của cô khá giả gì không? Dạ, nó nghèo không. Vậy đó hả? Có đứa nào giàu đâu. Dạ phải giàu có thì cũng nuôi mẹ này kia. Dạ. Nghèo chứ phải giàu nó nuôi mẹ, còn nghèo nó bỏ nó đi mặn hết rồi ta có chồng rồi bên chồng ta không cho nuôi giờ làm sao giờ. Dạ sống tội. Sao hay vậy sống ngày nào hay ngày nấy cháu ơi. Dạ tội cô quá luôn, nhà cửa nè, nhà này là cũng lâu năm lắm rồi đó hả cô? Dạ nhà cũng mấy năm rồi ta cho nó, nhà ta cũng nhà anh ta cũng cho nhà này là cũng nhà nước cho đó ha.
giống như là nhà tình thương vậy đó hả cô? Dạ. Hư dầu đó mà đâu có ai đâu mà mình sinh mà cấp. Dạ. Ai đâu mà chỉ huy mà. Dạ. Đó, cả nhà thấy nhà đó cô. Bệnh nhất con nghi trong nghĩ chắc cô có tiểu đường nữa quá. Cho nên là ghẻ nó lỏ nó không lành nè. Chắc con nghĩ chắc có tiểu đường nữa quá hả? Dạ chắc vậy. Đâu gì thì cái chân con coi lại cái nữa coi. Sao mà nè cả nhà thấy không? Nó. Bên đây cái vỏ này mà 21 nên. Nè. Trời ơi. Thuốc đồ giữa đồ dữ lắm đó mới được vậy đó chứ không đâu cũng lầy dữ lắm. Dạ, cái này chắc là tiểu đường. Bị tiểu đường cho nên nó không có lành. Dạ. Thường bị tiểu đường là mấy cái bột rồi nó không có lành. Đó, gì? Bị gì sụi gì đâu có ai đâu mà ẩm đi mà khám coi có không. Dạ. Cái này đắng đi nè. Cái này là thuốc hả cô? Dạ. Thuốc uống hả? Thuốc uống là mình cũng như có bảo hiểm. Có nhờ bảo hiểm thì đi lãnh ở cỡ này lãnh sao lãnh giờ mà mình sụi bay. Chứ cô đâu có đi được đâu rồi. Vừa mua thuốc tiệm. Nhân qua thì kêu bác sĩ nào người ta dặn dỗi thì người ta tới người ta chích giùm. Tao cũng tới đây ta chăm sóc cho cô ha. Cũng có chích mà có cô đó cô lâu nhỏ chứ mấy ông trên chợ người ta đâu có thuốc. Rồi sáng giờ cô ăn cơm chưa? Sáng ăn ba cháo mà không có đói. Dạ. Chưa đói thành ra chưa ăn. Dạ. Cô nằm ở đây thấy nóng nè. Cái má nó sáng. Chứ biết sao tại vì quá là thấp rồi thành ra nằm thí chứ biết sao giờ có gió nè. Dạ. Đỡ đỡ một chút đi. Coi như là hai cái chân của cô là không có đi được luôn. Dạ, nó đi đâu được, cái giò bên tay mà trái này nó liệt rồi, cái giò này còn hơi quốc ngoại chứ bệnh. Rồi mắt vệ sinh rồi cũng như mình lết đi từ được lấy hả? Lết hai tay này chổi nè. Dạ. Rồi vô đi cái bô nhỏ mình có cái bọc đen đó. Dạ. Rồi thì hàng ngày có người lại giống như là ấy chứ. Chị, nhà của tiếp giùm đó. Nhà của cô đâu có nhà vệ sinh gì đâu. Đâu có. Cũng nhờ cô bác chòm sớm chị em đồ chăm sóc. Ở dưới cái cảnh khổ. Sáng là gì ăn cơm với gì mà có cái chảo đó? Mượn sáng nhưng mà chỉ kho miếng thịt đó. Dạ, thịt kho tiêu ha. Dạ, kho tiêu. Dạ. Mà cô ăn cơm ngon không? Cả gần nửa tháng nay ăn không biết ngon. Vậy đó ha. Cơm ra cơm chứ không biết ngon dán nuốt nữa. Dạ. Chứ ăn nước nóng rồi vô ăn nuốt là uống thuốc. Dạ. Như bệnh nó ăn uống không có thấy ngon á. Uống hơi thuốc tây giết vụ mắt mờ. Dạ, uống thuốc giết mắt mờ ha. Dạ. Nóng mà mắt mờ giờ thấy không kỹ. Dạ. Hôm nay tụi cho con ghé đây cũng gỡ với mà ít tiền ha. Dạ, cảm ơn rồi, cha hai cháu. Cơm nước rồi này kia với rồi mơ móm mà con tụi con đăng lên đó có mạnh thường quân nào giúp đỡ thì người ta tới giúp bà hoặc là người ta liên hệ con mang tới cho bà. Dạ. Thì hôm nay tới đây thì tấm lòng nhỏ của tụi con thì cho cô được 200.000 thôi. Thì khi nào có được mạnh thường quân giúp đỡ nữa thì con thì, sẽ là quá quý rồi hai cháu ơi, hai cháu cũng giúp đỡ rồi gì quá quý rồi. Dạ. Con chúc cho cô giữ gìn sức khỏe, ăn ngon ngủ ngon để vượt qua bệnh tật cô ơi. Dạ. Dạ. Thì ở đây nè cũng nhờ cái cô này là nãy nói là em dâu hả? Chị dâu này là hàng ngày là nấu cơm cho cô nè, chăm sóc cho cô nè, cũng được. Có chị dâu tốt quá luôn, hiếm có ai mà được chị dâu vậy lắm á cô. Dạ. Dạ. Thì cho chồng bả thứ 8 có mình gì tốt á. Vậy đó hả? Dạ. Thì hôm nay vợ chồng con tới thăm cô thì chúc cô được nhiều sức khỏe cô ơi.
Thì cả nhà ơi, video đến dạ. Cảm ơn hai cháu rồi, cũng cầu chúc cho hai cháu mạnh khỏe. Dạ. Mong cả nhà chia sẻ video giúp mình để được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô. Dạ. Vừa đau ốm bệnh tật nè mà gia cảnh thì rất là khó khăn luôn. Không tiền rồi không có ai nuôi hết, hàng ngày chỉ nhờ chị dâu chồm sớm chăm sóc cho cô. Rồi cô bị liệt hai cái chân đâu, cô không có đi đứng gì được hết. Mong cả nhà chia sẻ để có được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ.